chào quý vị và các bạn. Hôm nay QT Dịch Chuyển xin giới thiệu với quý vị và các bạn. Như lần trước tôi đã nói, tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một cái điểm để các bạn check in cũng như các bạn cắm trại. Nói chung đây là một cái điểm cũng đang được hình thành, nhưng mà đây là một cái khu đô thị mới, một khu đô thị gọi là khu đô thị Nam Đà Nẵng. Điểm này thì rất là đẹp luôn. Đây, các bạn xem tất cả đây là một cái mở đập, và hướng phía tây tôi chỉ kia kìa, hướng đó là đường Lương Sơn Đại Ninh nhé, đi từ ngã ba Tà Yên đi xuống đường đi Mũi Né xuống quốc lộ 1. Còn đây là một cổng đi vào này, đây cổng vào là ngay chợ Ninh Gia. Đi vào đi lấy đường này, còn đường này nó có mấy đường, nhưng đường này thì đi vào nỗi chỗ ngay cầu Đại Ninh, chỗ nàng chùa Đại Ninh đi vào. Nhưng mà đường này thì đi vào thì người ta cũng có bảo vệ coi đấy, nhưng mà nói chung là vào thì xin vào thì cũng được thôi các bạn. Đây nó là cái khu đô thị mới, mà khu đô thị Nam Đà Nẵng thì tôi sẽ quay cho các bạn coi tổng thể một chút. Đây là một cái điểm mà nó phải nói là một điểm check in cực kỳ tuyệt vời luôn. Và nếu tùy tí nữa tôi sẽ quay cho các bạn một số những cái điểm mà để bạn cắm trại, bạn sẽ cắm trại và câu cá được. Nói chung là ở một cái khu này thì mấy cái phần trước ấy, tôi cũng có nói với các bạn ấy, là cũng có giới thiệu với các bạn về một nàng chùa Đại Ninh thì ngay kia kia, nàng chùa Đại Ninh kia. Rồi thác Bâng Gua thì ngay chỗ cái đường đây, các bạn nhìn thấy có một cái nhà màu vàng phía xa kia, ngay chỗ cái đồi mà có đồi nó u lên đấy. Em nhìn thẳng xuống cái hướng đó là xuống hướng 12 giờ đấy, nhà màu vàng cao á đó. Các bạn có một con đường bạn đi vào thẳng đó luôn là thác Bâng Gua, và cũng đã hai cái phần tôi đã giới thiệu với các bạn. Thì tôi sẽ quay cho các bạn coi thì sơ về cái khu này. Còn các bạn nếu muốn khám phá thì các bạn phải đi tại cái lòng hồ thủy điện này á, là nó rất là rộng, cho nên tôi sẽ quay ở trên bodycam cho các bạn quay tổng thể, các bạn nhìn và đi con đường vào đây. Các bạn đi là các bạn không biết chán đâu, mà nói thật đẹp lắm chứ không phải chuyện đùa đâu. Chẳng qua là các bạn chưa được không được vào thôi, nói thật. Thôi các bạn theo tôi sẽ giới thiệu cho các bạn coi một số những cái vật trên đường thôi. Như trong những sơ đồ này, cái một khu đô thị này mà hình thành cực kỳ đẹp. Đây là thẳng hoa chủ tịch hội đồng quản trị. Thank you.
hình thành như thế này, người ta thành đất rất là đẹp. Nói chung là ở khu vực này thì cái khu đô thị này thì trước sau nó cũng hình thành, không có cái điểm nào mà khu dưới này mà đẹp hơn cái điểm đây, vì có hồ nước, có rừng, khí hậu và giao thông đều thuận tiện hết. Không khí thì trong này đường đang xây dựng, đang làm lên đây để làm nhà thép trên cao, những dạng biệt thự nữa đấy. Khu đô thị này là thành phố nghỉ dưỡng. Các bạn nếu mà các bạn nhìn mà tổng thể mà quy hoạch được như này thì nói Hồ Tuyền Lâm chưa là gì. Tuyền Lâm dù sao cũng bé hơn là những cái thực địa. Đây có cái nhà khách khóa rồi. Đây cái sơ đồ quy hoạch tổng thể này. Khu này là khu E, kia là khu D, khu này khu G. Đây đang trồng rừng, trồng cây đấy nha. Rác rất nhiều quá, người ta chỉ
thích thì mình cho vào, nó sau người khác vào nó khó. Đây là những cái ngôi nhà kiểu mẫu dạng để... chắc đây là những ngôi nhà mẫu này. Hiện này thì bây giờ các bạn biết là cái mùa này là mùa khô, mà năm nay là các vùng Tây Nguyên là hạn hán rất là nhiều, thế nên là nước cũng không có đâu, không còn nhiều. Dưới này thì nhiều, dưới này có cả họ đánh thuyền cá, thuyền rước đây này. Đây các bạn, đây các bạn nhìn thấy là dưới này có thuyền cá này, đi xuống coi như nhỉ, có liệu có họ có cá không nhỉ? Đấy, bên kia có một cái hòn đảo, cùng mà có cái nhà tôn mái xanh xanh ấy, là giữa thẳng lúc 12 giờ vào đó đẹp lắm. Này, đi bạn. Không, đi xuống như này không được, đi lại kia xuống như đường kia. Đấy đằng kia có tí cái thuyền về rước. Bên kia gần. Tí nữa tôi sẽ lại thì hướng đằng kia tôi quay cái đập bên kia. Đấy các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy cái hướng bên kia. Bên lại có cái đảo này. Đảo này rất là đẹp. Đấy, trong này là rừng nhá các bạn. Thì nó là trong cái khu quy hoạch của Nồng Hồ, khu Nồng Hồ thủy điện và khu đô thị. Đây này, chim trời đấy, à con vịt trời kìa. Đấy, vịt trời nó hay đấy. Để tôi xuống dưới này cho quay xuống xem có đường xuống dưới này không, dưới để xem cá mú ở dưới này có. Đây tôi vào, vừa vào hướng này, ở đây cái chắc là xuống dưới này, là xuống cái hướng này là cái hướng mà lá đập là cái đập tràn thủy điện đấy. Đây, đây là như là cái cảng đánh cá đây các bạn. Máy làm gì thì biết không? À bơm nước lên cái vườn bên kia dưới. Có con cá mú nào rồi. Cái này hôm nào chắc đến đây mà gặp chủ thuyền này mà thuê mà đi cũng được cái này.
Hả? Cùng họ lưới hả, thả lưới á. Kia thả lưới à. Lưới trong hơi cá này, con cá nâu tiến nhỉ, đây vớt đi cá to này mà nó vớt này, to ở đây có cái thuyền, có cái thuyền lướt rất là nhanh kìa. Đây, cái khu này chắc người ta cũng mấy người cắm, cũng cắm trại cái này. Ừ, người cũng cắm trại mà vừa xong thấy những gà rừng nhiều. Một con. Ui nó kìa, gà rừng nguyên một bầy đi. Một bầy gà luôn. Ui xảy nhiều lắm. Ui xảy, nhiều lắm nha. Còn một bầy gà con này đấy. Kìa vừa nãy kìa một con nữa. Trời, nhiều. Thích nhiều quá. Đã. Đưa lại ra đây. Sang, sang nối bên kia xem. Đây, đằng này là cái đường vào chỗ cái đập. Đập đấy nha. Cái đập rồi các bạn. Ngửa một quay gà rừng nhỉ. Vừa xong dừng lại. Một gà rừng. Bay ở à, đây là à, người ta có một cái có bảo vệ coi. Đấy là cái đập thủy điện mà, cái đập đứng từ cầu Đại Ninh nhìn ra. Ở đây các bạn coi đây là một ngoài này là một cái cổng này, một cái barrier này. Và cái barrier này là đây các bạn nhìn từ
trên cao nhìn xuống nhá. Nó ngay giáp quốc lộ 20 cái hình chữ Y. Đấy, các bạn đi vào thì tiếp cái barrier này là cái cổng này là tiện nhất. Đấy, sáng này là tôi ở bên kia. Cái hướng mà xa nhất ở kia. Thì giờ là tôi sẽ cho các bạn đi xem cái điểm này. Cung đường này là các bạn nhìn từ trên cao, các bạn nhìn thấy nhá, rất là đẹp. Đây là cái điểm bên kia, là sáng này tôi đi thì nó hơi khó vào, nhưng cái điểm này là nó rất dễ vào lên trên đập này, rất dễ lên trên đập này. Các bạn đi theo cái đường quấy cái đường bê tông này có đường lên, đường mà người ta đi câu cá hoặc là vào trong cái barrier này hỏi. Đấy, khu này mà đi tới mà vào trong này cắm trại tốt lắm đấy. Bên kia là hồ rồi. Rồi các bạn đi, các bạn cứ đi theo tôi đưa các bạn đi quấy đến quấy đập, xem ở trong dưới này nó có những gì. Người ta đi vào đây thì thoải mái nhá. Người vào đi câu cá hoặc rớt thì cái cung đường này rất là sạch. Nói chung nếu mà nhiều người đi cái hướng đi Sài Gòn Đà Lạt đấy cũng biết cái con đập này. Cái đập này nó nằm song song với cái đường quốc lộ 20 này. Là nhìn rất là đến đất Đức Trọng đi một khúc á. Là nhìn bên tay bên phải là sẽ thấy cái đập này. Đấy các bạn nhìn đấy không? Kia người ta đấy đi câu cá rất vui lắm. Tối ở đây người ta thắp đèn câu cá sáng trưng à. Người ta ở thông qua đêm vậy. Cho nên tôi mới nói với các bạn là tôi sẽ chỉ cho các bạn một cái điểm gọi là điểm cắm trại. Rất tuyệt vời luôn. Đấy. Sáng này tôi còn nói là đường vào thác Bông Cua là đây này. Cái lúc mà tôi đứng trên đập bên kia tôi sẽ nói cho các bạn là có cái nhà màu vàng á. Đấy, cứ đối diện cái nhà màu vàng này các bạn. Đấy, có một cái đối diện cái nhà màu vàng này là các bạn đi vào. Là có cái đường đi vào á. Đấy, quanh đây là làng chùa này, và đường vào thác này. Rồi là cái đập thủy điện này. Các bạn đi là các bạn rất muốn vào đây, nhưng mà nói là tại vì các bạn sợ là nói chung bảo vệ người ta cũng không cho vào, nhưng mà các bạn không hỏi người ta thôi, hỏi người ta vào rồi. Nói thật chứ dễ dàng nhất là gửi người ta đi cà phê nó vui vẻ thôi, mà tại vì cuộc sống mà mình người ta mất công người ta mở cái barrier cho mình thì mình gửi người ta đi cà phê đấy nó vui vẻ nhất mà lại dễ vào. Rồi các bạn theo tôi. Cho các bạn nhìn từ trên cao từ người ta câu cá hết, đánh cá câu cá kín hết sông quanh bờ hồ đấy nhá. Từ đây tất cả cái hồ bên kia nữa người ta câu cá thì rất nhiều. Tôi vừa đấy, các bạn vào đây không có sợ đâu, buổi tối thoải mái ha. Nếu các bạn cắm trại có nước nuôi giúp các bạn nấu nướng ăn uống được mà. Các bạn là có một con đường này, thì con đường này các bạn có thể đi hướng ngay qua chân cầu Đại Ninh, bạn rẽ vào cũng được. Trong này người ta chăn bò rất. Thank you.
bạn thấy không? Trong này có một cái bãi nhẵn nhụi. Rất là sạch sẽ luôn đấy nhá. Cái bãi sạch sẽ. Đây cắm trại đây có cái đường người ta đi câu đi xuống. Em vào đây là buổi tối. Tối ở trong này là có người ta câu cá và rất các bạn có thể xuống. Ai ta dư thì mua cá và lại mang tính giải trí mà. Làm mấy con lên nướng rất là thoải. Rất thú vị mà. Đây này tối có cũng có người đây này cắm trại rất là đây này. Đấy các bạn cứ vào đi không có sao đâu, thoải mái. Tôi nói thật luôn là nhiều người dân ở đây còn không biết được cái đường cái trong này đâu đẹp như vậy đâu. Cái đường đi xuống này. Tại vì cái người dân ở đây á, nó đang nhiều những cái chỗ để cho người ta đi được, cho nên người ta lại chọn những cái biển xô bồ. Nhưng mà tôi này thích những cái biển hoang sơ. Vậy chim ấy có bắt gì không? Con này nó chào mình sao. Sáng này mấy con nó cứ phải con chim nó cũng vui thú vị. Đây và tôi còn lại cho nên đường bên kia tôi đi xuống gần này nó hơi gập bò tí đá tí nhưng mà trên này có như đấy cái bãi và quấy rộng mênh mông. Đấy, người ta cũng vào đây chứ không phải một số người, người ta cũng biết nha các bạn. Đấy, cho nên tôi phải chỉ cho các bạn này, cứ vào đây vào đây cắm trại được, lý tưởng lắm đấy. Người ta cũng ăn nhậu bia bọt chắc ở trong này này. Vậy là hành trình về khám phá cũng như là tìm hiểu về đập thủy điện Đại Ninh á. Và cũng là cái nơi mà tôi giới thiệu với các bạn để các bạn có thể cắm trại và được hưởng những cái ngày nghỉ ngơi rất là thoải mái. Thì chắc tôi cũng xin dừng lại tại đây, tại vì cũng đấy cũng sơ sài như thế thôi, cũng qua như vậy thì để cho các bạn biết và các bạn sẽ tự khám phá thêm nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc. Thì nếu mà các bạn cảm thấy yêu quý tôi thì cố gắng hãy ủng hộ tôi và đăng ký chia sẻ với tôi để tôi có động lực phát triển nhiều hơn nữa để giới thiệu về những cái điều hay của trên đất nước của quê hương của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những phần những video tiếp theo.